Sáng ngày 1 tháng 4, Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Hưng Yên tổ chức hội nghị công bố quyết định Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc bổ nhiệm ông Đinh Hồng Quyên, Phó Chánh Văn phòng phụ trách điều hành Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh giữ chức vụ Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh. Thời hạn bổ nhiệm là 5 năm kể từ ngày 1 tháng 4 năm 2024. Trao quyết định bổ nhiệm và tặng hoa chúc mừng tân Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh. Đồng chí Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Trần Quốc Văn đánh giá cao kết quả công tác của ông Đinh Hồng Quyên, đặc biệt trong thời gian 2 năm qua được giao phụ trách điều hành Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh. Ông Đinh Hồng Quyên cùng tập thể cán bộ công chức văn phòng đã có nhiều đổi mới trong cách làm việc, ngày càng nhanh chóng, nhiệt tình, trách nhiệm. Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh đề nghị ông Đinh Hồng Quyên tiếp tục phát huy phẩm chất, năng lực, trình độ, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao cùng với tập thể văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, thực hiện tốt nhiệm vụ công tác tổng hợp, tham mưu điều phối công việc thẩm tra để phục vụ cho công tác lãnh đạo, chỉ đạo điều hành của Ủy ban nhân dân tỉnh. Lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh đồng thời đề nghị tập thể cán bộ công chức văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh tiếp tục đoàn kết thống nhất, hoàn thành tốt nhiệm vụ công tác.